Xin chào các bạn. Chúng ta đang có mặt tại địa chỉ ở đây là Nghĩa Trang Mả Cá, thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Nơi này có một bạn đồng niên với tôi, cùng sinh năm 79. Một con người cũng gặp khá nhiều trắc trở về chuyện tâm linh, từ chuyện của cá nhân và chuyện các thành viên trong gia đình. Và tôi đã đến và xử lý giúp cho gia đình vấn đề tâm linh. Trong quá trình theo dõi những cái việc mà tôi đang làm thì bạn có thấy ở địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc chưa có ai và bạn đã xung phong đăng ký để dâng hiến cái đất trong cái khu vực ở thị trấn Thanh Lãng này cho đoàn để cho tôi làm để cho làm một ngôi mộ, chúng ta làm một ngôi mộ cho tất cả các vong linh của tỉnh Vĩnh Phúc. Đối với ngôi mộ này thì gia đình và bạn có gia tâm về đất, còn bạn có chia sẻ rất thật rằng điều kiện kinh tế bây giờ chưa cho phép, cho nên cái việc chi phí xây mộ thì là tôi là người đứng ra chi phí. Việc đó không có gì cả. Cái tâm cần cộng hưởng cái tâm. Tôi cũng muốn điều này vì tôi cũng muốn được gia tâm với các vong linh nhi và thai nhi trên toàn tỉnh và trên toàn địa bàn của đất nước Việt Nam. Ngôi mộ đã được hoàn thành. Hôm nay chúng ta đến đây. Xin lỗi, bạn tên là gì nhỉ? Tên là Nguyễn Văn Thắng. Nguyễn Văn Thắng. Bạn là Nguyễn Văn Thắng, một thanh niên sinh năm 79 và đang trên con đường chinh phục các cái đỉnh tình cảm. Chưa chinh phục được cái đỉnh nào cả. Và bạn đang cố gắng để cuối năm nay bạn sẽ chinh phục được một cái đỉnh. Đỉnh này sẽ là đỉnh hạnh phúc. Và tôi tin một điều rằng khi tâm linh tôi đã xử lý và khi phúc đức đủ đầy thì hạnh phúc sẽ đến với bạn. Chúc bạn năm nay sẽ có những cái Vâng, cảm gọi ơn là thầy ạ. rồi tuyệt vời trong hạnh phúc. Vâng. Rồi, thế còn lại bây giờ mời bạn ngồi ra kia nhé, Vâng. để tôi xin Dạ. phép làm việc. Thưa các bạn, cũng lại giống như các tỉnh, việc của tôi bây giờ là quy tụ tất cả các vong linh nhi và thai nhi trên toàn tỉnh Vĩnh Phúc về tại ngôi nhà chung, để rồi chúng ta sẽ lại phân chia làm hai tốp. Một tốp là những cái vong linh nhi bị tác động vật lý và bị những cái tâm của bố mẹ vì điều kiện hoàn cảnh mà phải bỏ. Thì những cái vong linh nhi đó và thai nhi đó sẽ có cái sự sân hận, cho nên tôi sẽ cho lên thiên học đạo. Còn lại nếu những vong linh nhi và thai nhi nào muốn ở lại thì sẽ ở lại ngôi nhà chung này. Lệnh cho tứ đại hộ pháp cùng 50.000 thiên binh quy tụ tất cả các vong linh nhi và thai nhi trên toàn tỉnh Vĩnh Phúc tập trung tại ngôi nhà chung tại Nghĩa Trang Mả Cá, thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Tôi nhìn thấy một vị tướng cưỡi ngựa, người săn chắc, người đậm săn chắc đang dẫn theo một đoàn quân bảo vệ các vong linh nhi và thai nhi đi về đây. Thiên binh thiên tướng còn đang ở vòng ngoài. Tôi thử xem người vị tướng này là ai, sao lại làm hành động này cộng hưởng với lại tôi như thế này, cùng với thiên binh thiên tướng như thế này. Việc này đáng lẽ là việc của thiên binh thiên tướng, sao vị tướng này lại hỗ trợ như thế này? Đây là vị tướng Trịnh cái gì Cấn ý. Trịnh Văn Cấn hay là Trịnh gì Cấn ý. Trịnh gì Cấn ý. Và đây gọi là tướng quân đội Cấn này. Đội Cấn.
Vị này quê ở đây sao anh? Ồ, đúng rồi. Đây là đội cấn, tướng quân đội cấn. Cái đường đội cấn thì nó lại ngay gần nhà tôi đây này. Đúng không? Đội cấn, đây là tướng quân đội cấn đang dẫn theo một đoàn quân hỗ trợ thiên binh thiên tướng để bảo vệ các vong linh nhi tập trung ở đây. Trịnh Văn Đạt à? À, đội cấn à? Ồ. Tay tôi lại nổi gai ốc một lần nữa. Đưa tôi xem lại xem nào. Trịnh Văn Đạt. Trịnh Văn Đạt sinh năm 19 à 1881, mất năm 1918, quê ở phủ Vĩnh Tường, Vĩnh Yên. Nay thuộc Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Ôi, ông này tên là đội cấn. Tự đội cấn mà đây, cái đường đội cấn là cái đường rất là quen thuộc với người dân Hà Nội. Còn lại các tỉnh khác tôi không biết có đường đội cấn không, nhưng đây là một vị tướng. Ôi, một điều rất tuyệt vời. Hả? Ồ. Người này sẽ cắt cử một lực lượng quân lính ở đây, túc trực ở đây, sẽ túc trực ở đây mãi mãi và luôn luôn để bảo vệ các vong linh nhi còn lại ở ngôi nhà chung này. Đây là một điều thực sự tuyệt vời. Đó là sự cộng hưởng giữa âm và trần. Một điều thực sự tuyệt vời. Tôi thử kiểm tra cái lệnh này xem nó lên lá bài gì. Từ từ. Từ từ, xem nào. Cái vị tướng này muốn nhờ nhờ tôi đây sẽ là một cái việc riêng, đó là tìm mộ của thân phụ thân mẫu, tìm mộ của thân phụ thân mẫu. Ôi, một điều tuyệt vời. Bây giờ tôi thử lật bài xem như thế nào. Đây là cái thông tin người ta nhờ và truyền tải. Rất là tuyệt vời. Ca bích thì bây giờ đã thành ca cơ rồi. Tâm linh là như thế, thưa các bạn. Thật sự rất tuyệt vời. Còn bây giờ thì sẽ là cái điều mà tôi mong muốn và ấp ủ từ ở nhà. Đó là tôi muốn cho các vong linh nhi và thai nhi, kể cả những người còn đang sống hiện tại, nghe một bài hát. Bài hát này là một bài kể về công ơn của người mẹ kể từ khi mang thai cho đến khi nuôi con thành người, để cho các vong linh nhi và thai nhi biết được rằng tâm trạng của người mẹ khi mang thai họ hạnh phúc và áp lực như thế nào, và họ cũng rất day dứt, đau khổ và phải sám hối rất nhiều vì hành động phải bỏ con giữa chừng như thế. Đó là bài hát Thập Ân. Bài hát này nó rất là nổi tiếng thông qua cái bài thông qua cái người thể hiện, đó là nghệ nhân Hà Thị Cầu hát sẩm. Nhưng bây giờ thì tôi sẽ mở bài hát này cho mọi người cùng nghe. Mẹ mới có thai
kể từ một ân thì con ơi mẹ mới có thai. Âm dương là âm dương nhị thì ơi nào ai biết gì ở trong lòng thì con ơi luống những sầu bi ruột gan chua xót. Mỗi khi vợi đầy sang đến hai ân thì con ơi mẹ chịu bay chạy. Con ơi mẹ chịu bấy chày, cứ mang là cứ mang chín tháng ơi mười ngày thai sinh, kể từ vạch đất lều tranh nắng mưa đùm bọc rách lành mẹ những nắng níu sang đến bà ân thì con ơi ngọn gió hắt níu. Con ơi ngọn gió hắt hiu thân gầy xưa cả mẹ chất chiêu mỏi mòn dại dòng bú mớm nuôi con. Bú mớm nuôi con bốn năm là trên đây mẹ kể chợ thôn đi về, kể từ hạt gạo đồng quê tảo tần là khi khuya sớm ấy mấy mẹ lo bè sau cháu con ăn sang đến năm mần thì con ơi đầm ấm chiếu chăn. Thì con ơi đầm ấm chiếu chăn chỗ mẹ nằm chỗ đứa mẹ nâng con, mẹ tính từng ngày mong con lớn con khôn âu lo mấy độ mỏi mòn hôm mai sau ân thì con ơi mẹ kể canh dài. Kể canh dài thì con chốc lỡ đệm dài thôi mẹ những âu lo bấy ân ni con tập mà lấy tập bò đầu răng vui lấy khúc khuỷu sông hồ da heo khôn vơi. Chút không rời tám ân là chân đây chăm chút không rời lựa tình tình theo tính dậy nên người đoan phương. Chín ân thì con nuôi tác ổ già vàng học văn hay học lễ chiếm bảng vàng cành son mẹ lo bề gia thất cho con. Mẹ lo bề gia thất cho con nên chồng sống nên vợ sắp xong đời. Thưa các bạn, càng ngày tâm linh nó càng hiện hữu. Cái thông tin của tướng quân đội cấn đó, tôi nhìn và nghe loáng thoáng là hình như là Trịnh Văn Cấn hay cái gì đó. Thì học trò của tôi đã search Google và cho chúng ta một thông tin thực sự, một sự tương tác tâm linh thực sự tuyệt vời, rất tuyệt vời thưa các bạn. Và các vong ly Linh Nhi và Thai Nhi cũng như chúng ta vừa được nghe một giai điệu réo rắt của một bài sẩm
Thập Ân rất nổi tiếng của tất cả các thế hệ, rất nhiều thế hệ nghệ nhân đã hát bài hát sẩm này, hát để truyền tải cho mọi người, hát để truyền tải cho con cái rằng chúng ta sống trên cõi đời này, chúng ta có mặt trên cõi đời này thì cha mẹ chúng ta là hai vị Phật đầu tiên mà chúng ta cần phải hầu hạ hàng ngày, vấn an hàng ngày và hướng tâm hàng ngày. Đó mới chính là đạo. Phải từ đời thì chúng ta mới đến đạo. Còn bây giờ xã hội nhiễu nhương, nhiều người còn đang bị mất đi phương hướng trong cuộc sống, đang bị đánh mất đi chữ hiếu để rồi lao vào cõi u mê. Đó là cái điều, rất rất nhiều điều tôi muốn truyền tải thông qua những clip công việc và thông qua bài hát Thập Ân vừa rồi. Tâm trạng thì rất là bồi hồi. Bây giờ thì việc cần phải làm thì đã đến lúc. Trước khi làm những việc này, thực sự tâm tôi nó rất là bồi hồi. Lệnh cho tứ đại hộ pháp cùng 20.000 thiên binh đưa tất cả các vong linh nhi và thai nhi trên toàn tỉnh Vĩnh Phúc ở bên phía tay trái tôi đưa lên thiên để học đạo và chuyển kiếp đầu thai. Tướng quân Độ Cấn thì vẫn đứng từ xa và nhìn, quan sát. Tôi nhìn thấy hình như đôi mắt ngấn lệ. Tôi còn một việc cần phải giúp vị tướng này, đó là tìm ngôi mộ của thân phụ, thân mẫu. Việc đó tôi sẽ làm sau. Tôi thấy cứ chạy hết sang bên phải thì còn rất ít ở bên trái. Lệnh cho tứ đại hộ pháp cùng 20.000 thiên binh đưa tất cả các vong linh nhi và thai nhi đứng ở bên tay trái tôi lên thiên học đạo đợi chuyển kiếp đầu thai. Ôi rồi, ôi rồi, hai vị thân phụ và thân mẫu của tướng quân Đội Cấn đang ở đây rồi. Ôi trời ơi, tôi sẽ làm cái việc này. Tôi nhận lời với vị tướng này và tôi sẽ giúp việc này. Còn việc này nếu như có thể, tôi sẽ làm clip để truyền tải đến các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta lại cùng nhau đồng hành, cùng nhau đi đến tất cả các tỉnh, nơi những tỉnh đã chuẩn bị sẵn sàng ngôi nhà chung cho tất cả các bé. Và chúng ta lại làm những việc rất tốt đời, đẹp đạo, rất tốt và hữu ích cho đất nước này. Chúng ta hãy sống, sống sao cho khi chúng ta về già, khi chúng ta rời khỏi cõi này, không hối tiếc bất cứ một điều gì. Trong đó có một điều quan trọng, đó là hãy tích phúc, tích đức để lại cho con, cho cháu trước khi rời khỏi cõi này. Xin chào và hẹn gặp lại!